Em quay cho mọi người một chiếc xe đạp đa năng. Xe này là xe gấp mọi người nhé. Có bản lề đây này. Xoay cái bản lề này chúng ta gấp đuôi lại. Đi bỏ cốp ô tô hoặc đi cầu thang máy rất tiện. Và gấp được cả ghi đông luôn này. Ghi đông này gấp hẳn xuống dưới luôn. Xe này thì là đa năng nhé. Đi cho bé từ cấp 1 cho đến người lớn mình trèo đi thoải mái mọi người nhé. Trọng tải nó chịu tới 100 kg. Tức là người đi trên xe là 100 kg chịu trọng tải. Rõ này là em lắp thêm này. Khung này là khung thép này. Chất liệu rất là tốt. Đây là một chiếc xe bãi Nhật. Nhập về thì chỉ có vệ sinh dọn này. Sơn đây là sơn zin mọi người nhé. Khung xe là sơn zin này. In zin này. Còn đây là Meyer này. Meyer trước. Rất là to. Nhôm. Vành nhôm luôn mọi người. Hệ thống phanh. Đây các cái tem của Nhật này. Tem thông số của xe này. Tem này. Con này là hệ chuyển động phía sau là 6 líp mọi người nhé. Đây là bộ chuyển lốp của Shimano này. Líp của Shimano này. Khung xe cũng của Shimano luôn này. Hàng thương hiệu nổi tiếng. Các ba ga thì cực vững chắc luôn. Lai cả tạ thoải mái luôn mọi người. Đây đèn phản quang phía sau. Mai ưa sau. Sáng bóng, đẹp. Xe này thì mọi người đi thoải mái nha. Nếu mà mua cho các cháu đi học thì từ cấp 1 lên đến cấp 3 là mọi người vẫn đi ok nha. In này là chúng ta nâng lên hạ xuống này. Nâng lên rất là cao. Nâng lên là người lớn mình ngồi lên là đang còn phải với chân xuống đất ấy. Chiếc xe rất là đẹp. Rồi, bác nào có nhu cầu alo bên em nhá. Hàng đang còn rất đẹp mọi người. Đây chuông. Đây là hệ thống chỉnh líp này. Đấy, mọi người vặn số ở trên này này. Vặn này này. Đấy, là chỉnh các loại tốc độ luôn mọi người nhé. Vừa đi vừa vặn này. Xe đi mọi địa hình luôn. Kể cả đường dốc các cháu nhỏ vẫn đạp vô tư luôn. Rồi, cảm ơn mọi người.